Chỉ còn ít ngày nữa là tới lễ Trung thu, nhiều người dân tại thành phố Hồ Chí Minh đã tranh thủ đặt bánh sẵn hoặc chủ động đi mua trước. Do năm nay có dịch Covid-19, hầu hết các điểm bán bánh Trung thu không mở, chỉ một số ít tiệm mở bán nên người dân tập trung khá đông đúc. Nhiều nơi khách xếp hàng chờ cả tiếng đồng hồ, công an phải nhắc nhở yêu cầu giãn cách. Ghi nhận tại một tiệm bánh Như Lan có thương hiệu 50 năm, nằm trên đường Hàm Nghi, quận 1, khá đông khách tập trung lựa mua bánh, có thời điểm hàng chục khách hàng xếp hàng dài trên vỉa hè. Ngoài khách hàng là người dân, còn có thêm lượng lớn khách là shipper công nghệ và các tổ chức chính quyền hộ hộ. Dù dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, thành phố Hồ Chí Minh đang áp dụng chỉ thị 16, thế nhưng các quy định về giãn cách dường như bị bỏ lơ tại các tiệm bánh này. Mặc dù trước cửa hàng đã có thông báo về quy định phòng chống dịch, thế nhưng người dân vẫn nháo nhào ghi đơn và quên đi việc giãn cách. Lực lượng chức năng phải can thiệp, nhắc nhở để hạn chế tình trạng chen lấn tụ tập đông người. Theo đó, người dân sẽ ghi loại bánh cần mua, số lượng vào phiếu và bỏ lại trong giá đựng để chờ tới lượt. Một số khách hàng là tổ chức, chính quyền hay khách mua sỉ số lượng lớn sẽ được ưu tiên hơn. Năm nào tới mùa Trung thu, chị Phương Nam, ngụ tại quận 4, thành phố Hồ Chí Minh cũng ra cửa hàng này để mua bánh. Chờ khá lâu mới đến lượt, chị Nam mua hơn 3 triệu tiền bánh để đem về dâng hương ông bà. Nói chung là ăn tại hợp khẩu vị gia đình. Nói chung là hợp khẩu vị, chị có mua nhiều chỗ lắm nhưng mà nói chung là ăn không hợp. Cho nên là chị hợp ở của Như Lan, chị ăn thì thấy vừa miệng cho nên là chị ăn. Đông đó, chị gọi điện nói chung là để ship qua mà không có được. Không sớm đó thời điểm này chị mua về chị cúng rằm là vừa. Đặt hàng thì nó đặt số lượng nhiều, từ 20 hộp tới 30 hộp tới đi. Mình thì mình chỉ cần 1-2 hộp thôi. Mình ăn thì mình không có nhu cầu đặt nhiều như vậy. Cho nên mua lẻ thì mình phải tự qua đây mình mua. Ở nhà dịch thèm ăn lắm mà từ quận 2, từ quận 2 quả chạy qua tới đây để mua. Thành phố Hồ Chí Minh đang giãn cách xã hội, hầu hết hàng quán đều đóng cửa. Tiệm bánh Như Lan là nơi hiếm hoi còn buôn bán để phục vụ thực phẩm cho lực lượng công an, bộ đội, nhân viên y tế đang chống dịch. Ngay cửa chính của tiệm bánh có đặt bảng ghi rõ những thành phần được mua sản phẩm tại cửa hàng. Nhân viên cửa hàng tất bật nhận đơn và giao bánh cho khách. Theo đại diện tiệm bánh, dù dịch gặp khó khăn về nguyên vật liệu và nhân công, nhưng mức giá vẫn ổn định so với năm trước. Nhân bánh Trung thu tại tiệm năm nay cũng khá đa dạng, từ yến vi cá, thập cẩm gà quay đến sầu riêng, giá bán từ 75.000 đồng đến 265.000 đồng trên một chiếc bánh tùy loại. Đến 17h30 phút ngày 15 tháng 9, vẫn còn nhiều khách mua bánh Trung thu. Một số người đi ô tô đậu xe thành hàng trên vỉa hè đường Hàm Nghi chờ đợi đến lượt mua bánh. Tại một số tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu đông đúc dù đang tiếp tục thực hiện chỉ thị 16 để phòng chống dịch. Các tuyến đường chính ở trung tâm có lượng phương tiện lưu thông tăng dần lên. Tại các khu vực ngã tư đèn đỏ thường tập trung khá đông xe. Hầu hết người dân ra đường đều có lý do chính đáng, tập trung vào nhóm người đi tiêm vaccine. Tuyến đường Trường Chinh, quận Tân Bình, đường Tân Kỳ, Tân Quý đều khá nhộn nhịp phương tiện. Đặc biệt, tại các chốt kiểm soát có nhiều xe máy dừng để quét mã QR di chuyển nội địa. Trong khi đó, một số tuyến đường bên trong trung tâm thành phố như đại lộ Võ Văn Kiệt, cầu Khánh Hội nối quận 1 và quận 4, cầu Ông Lãnh khá vắng lặng. Thành phố đã trải qua hơn 100 ngày giãn cách xã hội theo nhiều cấp độ để phòng dịch lây lan. Trong đó có 24 ngày siết chặt giãn cách theo nguyên tắc ai ở đâu ở yên đó. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về vlo@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.